Xin chào các bạn, mình là An Trần, expert tại SSJ Academy. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng app KOC nhé. Đầu tiên các bạn vào App Store và tìm KOC. Và app của KOC còn có trên cả Android nữa các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy app xuất hiện đầu tiên. Sau đó các bạn tải về, xong rồi các bạn mở app lên. Đây là giao diện đăng nhập và chúng ta sẽ có 3 cách đăng nhập như sau. 1. Đăng nhập bằng tài khoản của SSJ. 2. Đăng nhập bằng Google Mail. 3. Đăng nhập bằng tài khoản Apple. Ở đây mình sẽ sử dụng tài khoản của SSJ để đăng nhập nhé. Sau khi đăng nhập, sẽ hiện ra giao diện như thế này. Ở đây các bạn có thể xem các thông tin chiến dịch cũng như các thông tin booking của các bạn. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo link affiliate. Các bạn chọn phần tạo link. Sau đó sẽ hiện ra giao diện với 4 nền tảng mạng xã hội là Facebook, Instagram, TikTok và YouTube. Phần ô trống bên dưới là để các bạn điền link vào. Tiếp theo mình sẽ qua ứng dụng Shopee để tìm sản phẩm và copy link. Sau đó mình trở về app KOC và paste link vào phần ô trống. Điều đặc biệt ở đây là bạn có thể tạo bao nhiêu link tùy thích, như mình sẽ làm 2 link cùng một lúc, các thao tác tương tự như link trước. Kế tiếp, mình bấm tạo link và link sẽ được tạo thành 2 link shorten cho các bạn, và các bạn chỉ việc copy link này và đặt lên trang cá nhân của mình. Vậy là xong rồi, chúc các bạn thành công!